Đây, đó là biển nè, Phan Rí, hiện giờ đang ở Phan Rí cửa. Tới quê ông anh rể thứ ba, hồi thời mới cưới. Hai vợ chồng cưới là không có đi tới đây luôn ha. Rồi sau này hai vợ chồng mình cưới, rồi anh rể mới cho 1 triệu là 11, 12 năm trước á. Cho 1 triệu, thời đó đó nó thôi cho hai cháu, hai em là 1 triệu chi phí tiền xe nó lên trên anh chơi. Mà giờ mười mấy năm nay rồi mới dịp đi nè. Lê Thám bán nhà nào, nhà thấy cổ xưa quá nè. À, cơ duyên nào anh chị em nào, cơ duyên nào không ta bán nhà nè, liên hệ số điện thoại nè. Gầu đó là biển. Thì mình quay sơ sơ đây ha. Đó. Biển nó vô đây là vô nhà ông anh gửi ha. Đúng là biển ở đây là mát ha. Gió mà hên nay là trời rất là mát luôn. Đề Thám 29 Đề Thám nè. Đó, nhà ông anh gửi đây nè. Qua cái căn gốc đầu tiên này tới thứ hai. Ba căn mình gửi cho mình gửi. À, 47 Phạm Ngũ Lão, thị trấn Phan Rí cửa. Bình Thuận Phan Rí cửa. Xe Bình Thuận nè, Accent. Rồi để vòng vòng chơi chưa. Có cái lụ đây nè, có trái này nhóc chân nè. Đây là biển cái nha. Đó. Đây là biển này. À, đúng là do biển có khác hay không? Bị chắc không nực đâu. Mấy anh ở biển sao ta? Nắng nắng chắc do biển nó cũng nóng ha. Biển thường thường nó cũng có cái lợi cũng có cái hại ha. Biển thì nó mát, tập thể dục đồ kia, không khí trong lành ha. Còn cái không có tốt là giống như do biển nó sẽ đem cái không khí muối á, mặn á, sét tôn thiết rồi chắc có lẽ xe cộ rồi đó nó sẽ mau một. À, đây là một trường tiểu học Phan Rí cửa 4 nè. Hôm nay ngày thứ bảy ha. Phan Rí à, ta xây gạch đây, gạch kiểu này nè, mỗi một vùng mỗi một quê khác ha, xây khác ha. Mà chắc người đó như nghĩ chút xíu là thôi biển nè. Cái cây này hay không?
giống không hiện tại. Rồi, tới biển hết rồi. Cảnh vàng. Rồi. Sửa máy móc. Ốc tân. Tội hơi chuột. Ồ ồ ồ. Con chuột đó nó bị gì chơi. Ghê thì chết nè. Nó chạy sao dướng cái bọc cái gì rồi. Rồi tới đây rồi. Chút xíu quay lại tiếp tục nha.